xin chào các bạn hôm nay mình cũng sẽ giới thiệu với các bạn đó là một cái cặp sừng bò hàng sừng châu Đức rất là đẹp nhá thì bây giờ mình sẽ quay lại gần cho các bạn này thì các bạn cũng thấy được rằng các cái đường vân của cái cặp sừng này thì nó cực kỳ là già luôn đó, nó rất là đẹp luôn này Đấy, các bạn nhìn thấy không đó thì các bạn cũng biết rằng là để mà có một cái cặp sừng mà nó to và nó già như này thì là không phải lúc nào bên mình cũng có đâu Đấy, thì những cái cặp sừng mà càng già thì con trâu nó sẽ càng lâu năm và càng lâu tuổi thế nên là với những cái cặp sừng mà dài như này ý, thì bao giờ bên mình cũng sẽ chọn những cái mẫu mặt dao và nó phải rất là to thì nó mới cân xứng được với cái cặp sừng này nhá là bên mình sẽ lên mẫu đầu châu cổ là những mẫu đầu châu cổ dài thì nó sẽ là tương xứng với cái cặp sừng này hơn thì các cái cặp sừng to mà ví dụ như mình lắp cái đầu mà nó nhỏ quá thì nó sẽ không hề cân xứng Đây thì mình sẽ quay lại gần cho các bạn các bạn sẽ quan sát kỹ hơn thì bên mình có rất là nhiều những mẫu đầu khác thì ví dụ như các bạn mà có thích những mẫu đầu nào ấy thì các bạn có thể inbox trực tiếp qua Zoom mình mình cũng sẽ tư vấn giúp các bạn đó, thì là các bạn có thắc mắc gì các bạn có thể inbox luôn mình cũng sẽ giải đáp giúp các bạn thì bên mình còn có, có đầu trâu đầu bò hưu nai vân vân rất là nhiều đó đây mình sẽ quay lại kỹ hơn để cho các bạn quan sát về cái phần uh, phần phần cái, cái cái cặp sừng này nhá thì ngoài những mẫu sừng ra bên mình còn có cả da nữa đấy thì ví dụ như các bạn mà có sừng rồi các bạn muốn lên đầu da cũng được bên mình cũng có nhận gia công lên đầu giúp giúp các bạn luôn đó, cảm ơn các bạn cũng đã xem hết video clip của mình xin chào các bạn